Xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị đang đến tham dự tình khúc Bolero lần thứ nhất với chủ đề Đêm Hạ Vàng. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình tình khúc Bolero lần thứ nhất được thực hiện bởi công ty Maso Producer phối hợp với công ty Minh Trà. Và quý vị vừa lắng nghe hai tuyệt phẩm Chờ Đông của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và tuyệt phẩm Con Đường Xưa Em Đi của nhạc sĩ Châu Kỳ. Và hai ca khúc này cũng thay cho lời chào của chúng tôi gửi đến tất cả quý khán giả tại Đà Nẵng trong chương trình Tình Khúc Bolero lần thứ nhất. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn ca sĩ Lương Trung Quang và nhóm múa Sài Gòn. Kính thưa quý vị, có nhiều quý vị đã đặt câu hỏi tò mò tại sao là tình khúc Bolero lần thứ nhất. Bởi vì khi nói đến lần thứ nhất, tức là chúng ta còn có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và nhiều lần hơn nữa. Đó cũng chính là ước vọng của chúng tôi, những người đã tạo nên chương trình tình khúc Bolero. Chúng tôi đã quyết định chọn thành phố Đà Nẵng, nơi có những bãi cát dài, những trưa hè và cả những tâm hồn yêu âm nhạc để chúng tôi có thể đem đến cho quý vị số đầu tiên tình khúc Bolero lần thứ nhất. Và với Đêm Hạ Vàng, quý vị sẽ được bước vào một không gian âm nhạc của Bolero. Quý vị sống lại với không gian của đường tàu, sân ga, của những kỷ niệm đã qua, những cuộc tình không thành, của những nỗi nhớ và những hoài niệm. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi hân hạnh mời quý vị hãy cùng bước vào không gian âm nhạc của Đêm Hạ Vàng, tình khúc Bolero lần thứ nhất.